Vâng, lời đầu tiên của video ngày hôm nay cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và chốt của ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10. Em xin phép được quay và giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly Đờ Nông có mã số là PMA 900V. Anh em nào mà đã biết đến sản phẩm 940V, 940V là sản xuất sau cái con 900 này. Và ngày hôm nay cái con này so với 940V thì nhiều người dựa vào một cái hình tượng, đó là 940V nó có cái điểm gì mà tại sao nó có một cái giá và nhiều người chọn nó vậy. Cái giá của nó hiện tại bây giờ đang rơi vào 15-16 triệu, con 940V đẹp đấy. Còn ngày hôm nay thì đây, em xin phép được giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly Đờ Nông PMA 900V, một sản phẩm được sản xuất tại Nhật nhưng có một cái đặc điểm sẽ khác những con khác, là bởi vì đây là một sản phẩm của người Mỹ. Cái sản phẩm PA900V này nó sản xuất riêng cho thị trường Mỹ. Thế nên các bác đừng bảo là con này nó là đàn em của con 940V nhá. Đây, nếu như cho em đánh giá về phần công suất, nếu cho em đánh giá về phần công suất nhá, thì dòng Mỹ thì nó sẽ không ghi công suất ở cái phần này. Con 940V, nếu như em nhớ không nhầm thì công suất của nó là 216W. Còn ở đây thì với dòng điện là 4.5A và với trở kháng với hiệu thiện thế là 120V thì anh em nhân lên thì sẽ ra công suất của nó. Nó sẽ rơi đâu đó vào công suất của nó hơn 500W. Và công suất ra loa của nó với trở kháng là 8 ohm thì con âm ly này đang đạt là 120W trên một kênh. Có nghĩa là công suất ra loa của nó là 240W. Với trở kháng là 8 ohm. Còn với trở kháng của 6 ohm mà càng thấp thì anh biết là cái con này nó sẽ công suất nó lại càng lên. Nếu công suất về 6 ohm mà tính tỷ lệ như vậy thì nó sẽ rơi đâu đó, con này công suất của nó sẽ ra khoảng chỉ tầm 350. Đấy. Và chiếc âm ly này nó có thể hoạt động từ 4 đến 16 ohm. Đó. Và ba tép của nó đây. Thế nên chính vì vậy các bác đừng hiểu nhầm là con này nó thua con 940V nhá. Về công suất và về chất âm, con này không hề thua 940V. Đơn giản là 940V là một sản phẩm có một mã số đặt cho thị trường nội địa Nhật. Còn với sản phẩm 900 này thì nó là sản phẩm sản xuất cho thị trường Mỹ. Chính vì thế mà con Đờ Nông này đánh vào loa Bose này, đánh vào loa Kenwin Vega này, hoặc là đánh vào những cái cặp loa xuất Mỹ trong cái thời gian từ 1985 đến 1995 thì cặp cái con âm ly này nó đánh rất tốt và rất hay luôn. Đó. Bây giờ anh em nhìn thế này thì anh em nghĩ là cái cục nguồn này nó rất đơn giản, nhưng nó không đơn giản một tí gì. Bởi vì cái thông số kỹ thuật của cái nguồn này nó không hề đơn giản. Đấy, các bác nhìn này. PMA 900. Đó. Còn bên trong của cái này nó khác ở cái điểm này này. Bây giờ em sẽ táo ba con ốc này ra để anh em mình cùng xem nhé. Đây nha các bác nha, tháo ốc ra rồi này, em cùng mở ra này, các bác nhìn được chưa? Với con 940V thì nó chỉ có 4 tụ thôi, nhưng với con này thì nó là mấy tụ ạ? Đây đang là 6 tụ bù áp. Và với chỉ số của một tụ là 8200 mi, và với dòng điện của nó như em đọc được ở đây thì nó rơi vào 71V. Đó, như thế là các bác biết là cái độ lực của nó như nào rồi. Và con này nó đang sử dụng biến thế xuyến, biến thế dạng biến thế cách ly. Đó. Rất hiệu quả về chất âm luôn. Máy con này nặng là 11,6 cân, chiều rộng là 43,5 cm, chiều cao là 17 phân và chiều sâu là 36. Chiếc âm ly này hoàn toàn có thể đánh được tất cả các dòng loa Mỹ, ví dụ như Kenwin Vega hoặc loa Bose. Hai cặp loa Bose 301 nó đánh nhẹ nhàng, đơn giản và không có gì phải suy nghĩ. Và giá của chiếc âm ly này thì cũng rất tình cảm luôn. 10 triệu 500 cho chiếc âm ly Đờ Nông này. 10 triệu 500 anh em nhé. 10 triệu 500 cho chiếc âm ly này. Và giá trên là không bao gồm tiền cước phí. Anh em giá đây là mua tại nhà. Còn nếu anh em mua theo đường bưu điện thì anh em xác định thêm 100.000 tiền cước nữa là sẽ ship được cái hàng này đến tận tay anh em, người dùng. Nắp của nó đây còn cực kỳ đẹp này.
Anh em lưu ý nhá, đây là một sản phẩm dành cho người Mỹ nên nó được sử dụng điện 120V. Ngoài ra chúng ta cũng có thể cắm vào cái những cái đổi nguồn của chúng ta 100 hoặc 110 là vẫn chạy được bình thường, bởi vì thực sự ra những cái đổi nguồn của chúng ta đang đổi nguồn ra là toàn 108, 109, 110V chứ không phải là 100V đâu. Bởi vì về bây giờ hiệu điện thế của người Việt Nam bây giờ đang là 225 đến 230V. Thì cái máy biến thế của chúng ta, cái máy đổi nguồn của chúng ta nó đang hạ xuống thì nó đang bị lệch một chút, thì cũng không sao cả, thì đánh vào con này là ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe một đoạn nhạc test để xem hiệu ứng bass test của con này nó nhạy đến mức như nào nhé. Phải nói nó rất nhạy và lau lướt của nó rất đậm và đà. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em đã xem. Và con Ami này hoàn toàn có thể đánh được bass 30 nhé. Những cặp bass 30 quay ghim VK, bass 40 cũng có thể đánh được. Mời anh em cùng nghe. Lau lướt này rất nhạy luôn, đánh trực tiếp tín hiệu từ tivi xuống. Yêu chỉ cho một mình thêm vững vàng.